Cùng với tích cực hỗ trợ tỉnh bạn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các ca nhiễm, thì tỉnh Quảng Ninh cũng đang duy trì các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong đó có việc siết chặt kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh đã có ca mắc COVID-19. Sau đây là ghi nhận tại chốt kiểm soát liên ngành trên tỉnh lộ 345, nối thị xã Đông Triều với tỉnh Bắc Giang. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thị xã Đông Triều đã lập chốt kiểm soát liên ngành trên tỉnh lộ 345 thuộc địa bàn thôn Tân Tiến, xã An Sinh, giáp ranh với bản Vua Bà, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và đưa vào hoạt động từ 0 giờ ngày 8 tháng 5. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 12 giờ ngày 14 tháng 5, chốt này đã được đóng cứng, chỉ có những trường hợp đặc biệt được đi qua, gồm xe cứu thương, xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép, xe của các cơ quan ngoại giao, xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền, xe đưa đón người đi chữa bệnh về có giấy ra viện, xe đón chở người hoàn thành cách ly. Các trường hợp khác đều được yêu cầu quay đầu. Người dân chúng tôi ở đây là rất là đồng tình, ủng hộ anh em mà làm cái việc coi như là cắm chốt ở đây, túc trực coi như là 24/24, suốt đêm suốt ngày. Tại chốt kiểm soát luôn thường trực lực lượng gồm công an chính quy, quân sự và cán bộ y tế làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Ngoài quản lý chặt chẽ chốt cứng, thị xã Đông Triều cũng chỉ đạo xã An Sinh tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên toàn bộ các khu vực có thể tiếp cận bằng đường mòn lối mở để góp phần giữ vững địa bàn an toàn. Thực hiện cái sự chỉ đạo của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã thì về cái việc là đóng cứng chốt liên ngành, các phương tiện qua đây thì chúng tôi đều có cái biện pháp là tuyên truyền đấy, và cũng yêu cầu là quay đầu để đảm bảo cái yêu cầu công tác phòng dịch, cũng như là đặc biệt là trong cái đợt bầu cử hội đồng nhân dân các cấp tới. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là trong bối cảnh các tỉnh lân cận tiếp giáp với Quảng Ninh là Bắc Giang và Bắc Ninh có số ca mắc nhiều, tăng liên tục, việc kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại tất cả các cửa ngõ ra vào thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh là rất cần thiết để đảm bảo giữ vững được địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép và đảm bảo cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp diễn ra.